Vua Quang Trung qua chính sử của Triều Nguyễn, trích từ tác phẩm Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, dịch giả, tạ Quang Phát, tuy bị Triều Nguyễn biếm xưng là Ngụy Tây, vua Quang Trung với những hành động anh hùng, những chiến công cái thế vẫn nổi bật lên là một hoàng đế chính thống của Việt Sử, một anh hùng của dân tộc. Nguyễn Văn Huệ là em của Nguyễn Văn Nhạc, tiếng nói như tiếng chuông to, mắt lập lòe như ánh điện, là người giả hoạt, đánh trận rất giỏi, người người đều sợ Huệ. Năm Ất Mùi, 1775, Nguyễn Huệ đánh úp được Phú Yên. Nguyễn Nhạc dâng công ấy lên tướng Hoàng Ngũ Phúc của trịnh, nhân đó Nguyễn Huệ được trao chức Tây Sơn Hiệu tiền phong tướng quân. Khi xưng đế, Nguyễn Nhạc phong cho Huệ là Long Nhương tướng quân. Nguyễn Huệ đã bốn lần đánh phá gia định, lâm trận đi đầu các quân sĩ, hiệu lệnh rất nghiêm minh, quân sĩ đều kính phục. Năm Bính Ngọ, 1786, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ tiết chế các bộ quân đi đánh úp phạm ngô cầu. Nguyễn Huệ liền thẳng ra Phú Xuân, do đó thế lực của Nguyễn Huệ càng to không thể nào ngăn nổi. Kinh thành Phú Xuân từ khi quân trịnh chiếm cứ, được quân lưu đồn ba ngàn và thú binh ba vạn chấn giữ, có đại tướng, phó tướng, đốc thị, phó đốc thị. Hoàng Ngũ Phúc chết rồi thì có bùi thế đạt, Phạm Ngô Cầu nối nhau làm chấn phủ, bạo ngược tham lam, tàn hại quá lắm. Phạm Ngô Cầu lại khiếp nhược đa nghi, không hòa hợp với phó tướng Hoàng Đình Thể nguyễn nhạc và nguyễn huệ đã rình dò từ lâu đến lúc ấy thì biết có thể lấy phú xuân được trước đó nguyễn huệ cho một thuật sĩ đến lấy việc hòa phúc mê hoặc phạm ngô cầu khiến cầu sai sĩ tốt đặt đàn chay cầu đảo ngày đêm không dứt bộ binh của nguyễn huệ đã qua núi hải vân tướng trịnh hoàng nghĩa quyền tử trận thủy quân của nguyễn huệ theo cửa biển vào hai đường cùng tiến phạm ngô cầu nghe báo từ trên đàn chay hoảng hốt chạy về bàn mưu đưa quân ra chống cự quân sĩ từ lâu đã mệt mỏi vì đàn chay cho nên không có chí chiến đấu. Huệ bí mật khiến Nguyễn Hữu chỉnh dùng thơ bọc sáp, hẹn ước với Hoàng Đình Thể làm nội ứng, nhưng giả lầm đưa cho Phạm Ngô Cầu. Cầu nghĩ, Đình Thể và Hữu Trình cũng là học trò của Hoàng Ngũ Phúc, ắt không lợi cho mình. Phạm Ngô Cầu Hồ Nghi riêng lo việc đầu hàng để tính khỏi nạn. Binh của Huệ ập tới, thủy bộ giáp công. Phạm Ngô Cầu sai Hoàng Đình Thể ra thành ninh chiến, thành phú xuân giáp sông nguyễn huệ thấy chân thành cao hơn hai trượng thì súng không thể bắn lên hoàng đình thể bắn đại pháo đánh chìm một chiến thuyền binh của nguyễn huệ hơi lùi thình lình nước sông dâng lên cao chiến thuyền của nguyễn huệ liền cập sát thành bắn thẳng vào còn bộ binh được tung ra vây các cửa thành đình thể và hai người con trai ra sức chiến đấu giết được mấy trăm người nhưng thuốc đạn đều hết đình thể cho người vào xin thêm thuốc đạn phạm ngô cầu không cho đình thể căm giận muốn vào thành giết phạm ngô cầu trước rồi sau sẽ ra chiến đấu nhưng thấy trên thành đã treo cờ trắng đình thể xua quân dùng đoàn đao tiếp chiến giết được mấy mươi người hai con trai của hoàng đình thể đều tử trận đình thể kiệt sức tự cắt cổ chết trên bành voi nguyễn huệ xua quân vào thành chém giết quân miền bắc của chúa trịnh mấy vạn người đều chết cả kẻ nào chạy ra ngoài thành cũng bị dân chúng tranh nhau giết chết quan đốc thị nguyễn trọng đương chết trong loạn quân Phạm Ngô Cầu tự trói xin hàng, bị đưa về Quy Nhơn và bị giết. Nguyễn Huệ đã thắng Phạm Ngô Cầu, thừa thế đánh động hải. Tướng Trấn giữ ninh tốn bỏ thành trốn. Nguyễn Huệ bèn sửa chữa danh giới ở La Hà, muốn ngăn danh để giữ lấy. Thấy vậy Nguyễn Hiếu Trình nói với Nguyễn Huệ, tướng quân đánh một trận mà lấy xong thuận hóa, quy trấn Bắc Hà. Phép hành quân một là thời, hai là thế, ba là cơ. Ba điều ấy mà nắm được thì không đến đâu mà không thắng nay ở Bắc Hà tướng lười biếng kiêu căng, ta nên thừa đại thắng mà lấy. Ấy là nói lấy kẻ yếu, đánh kẻ ngu, lấy kẻ loạn, chiếm kẻ sắp mất. Thời và cơ ấy không thể để mất, Nguyễn Huệ đáp, Bắc Hà nhân tài nhiều nhất, há lại có thể khinh rẻ. Nguyễn Hữu chỉnh thưa, nhân tài Bắc Hà duy một mình chỉnh này thôi. Chỉnh đi rồi thì nước trống không? Xin ông chớ nghi, Nguyễn Huệ cười bảo, người khác thì không đáng nghi, chỉ nghi ở ông thôi. Chỉnh biến sắc tạ rằng, chỉnh tôi cũng kể là tầm thường ngu dốt nói thật là bắc hà không có nhân tài vậy nguyễn huệ lại lấy lời ngọt ngào an ủi chỉnh rồi hỏi một nước dựng từ mấy trăm năm một sớm mình lại trộm đoạt lấy thì người ta bảo đạo quân ấy ra làm sao chỉnh thưa nay bắc hà có vua lại có chúa đó là việc đại biến của xưa nay họ trịnh tiếng là phụ chính sự thật là hiếp chế vua người trong nước không chịu dự vào việc ấy đã lâu rồi mà họ chưa hành động là vì thời thế chưa có vậy tướng quân thận có thể lấy danh nghĩa phù lê diệt trịnh thì thiên hạ ai lại không hưởng ứng. Đó là cơ hội ngàn năm một thuở. Nguyễn Huệ nói, Khanh nói phải lắm. Còn việc cải lịnh thì sao? Chỉnh thưa, cải lịnh là nhỏ, còn công là to. Có công thì còn bị kể việc cải lịnh nữa sao? Huống chi tướng ở ngoài, lịnh vua có khi không nhận. Ông Há không biết hay sao? Nguyễn Huệ vốn là người hung hăng, được lời của Trình thì cả mừng, bèn sai Trình trước hết đem chiến thuyền vượt biển, hẹn đến sông Vị Hoàng thì đốt khói lửa lên thông tin. Nguyễn Huệ cho Nguyễn Lữ ở lại Phú Xuân, đoàn đưa thư báo cho Nguyễn Nhạc biết, rồi tự thống lãnh đại đội binh thuyền tiến nối theo. Nguyễn Hữu chỉnh qua Thanh Hóa Nghệ An, mỗi nơi đều sai du binh lên bộ phô trương thanh thế khiến không ai dám chống cự. Khi đến Vị Hoàng thì nghe tin tướng chấn thủ ở đấy đã bỏ chạy. Chỉnh thu được thóc hàng trăm vạn hộc, bèn đốt lửa lên thông tin cho Huệ biết. Gặp gió nam thổi mạnh, chiến thuyền của Nguyễn Huệ hàng mấy trăm chiếc lướt tới như bay, cờ xí rực rỡ, dũng khí tăng lên trăm phần. Những bô lão ở Thanh Nghệ trông thấy than rằng, cõng rắn cắn gà nhà, trình thật có tội, nhưng thật cũng là một hành động hiếm có trong đời. Khi Nguyễn Huệ đã tiến tới vị hoàng, kinh thành thăng long chấn động. Trịnh Khải sai trịnh tự quyền đem bộ binh xuống Sơn Nam, sai đinh tích nhưỡng đem chiến thuyền trận ngang sông Lỗ Giang, sông Luộc, lập thế trận hình chữ nhất. Lúc ấy nước lụt vừa yên, đang đêm, Nguyễn Huệ cho năm chiếc chiến thuyền mông sung trước hết tiến bước lỗ giang mà đánh. Binh của Đinh Tích Nhưỡng tranh nhau bắn, nhưng chiến thuyền của địch lặng lờ không động đậy gì. Đến sáng binh của Đinh Tích Nhưỡng mới biết đó là thuyền không, thì thuốc đạn đã hết. Chiến thuyền của Nguyễn Huệ ập tới thuận theo gió, súng nổ rền trời, đạn bay đoạn ngang cây cổ thụ. Quân của trịnh tự quyền vỡ trước, Đinh Tích Nhưỡng lùi giữ hàm giang, đỗ thế giận chấn thủ sơn nam bỏ chấn chạy buổi chợ sáng náo loạn, người người đều chạy trốn. Bộ binh của lão tướng Hoàng Phùng Cơ đóng ở Hồ Vạn Xuân, thủy quân đóng ở Thúy Ái đều bị Nguyễn Huệ liên tiếp phá tan. Quân của Nguyễn Huệ khua trống gieo hò thẳng đến bến Tây Long. Trịnh Khải mặc quân phục lâm trận chỉ huy các đạo, quân Nguyễn Huệ dùng ống phun lửa xông vào trận, quân Trịnh vỡ tan, Nguyễn Huệ bèn vào thành đóng quân trong phủ chúa Trịnh, xuống lịnh Chiêu An. Hôm đó là ngày 26 tháng 6 năm Bính Ngọ. 1786. Trịnh Khải chạy lên Sơn Tây bị một người gạt bắt, đưa đến quân doanh của Nguyễn Huệ. Dọc đường Trịnh Khải tự cắt cổ chết, Nguyễn Huệ vỗ thây Trịnh Khải bảo, đáng tiếc cho một hảo nam tử, lúc đầu nếu sớm đầu hàng thì hẳn không mất phú quý, sao lại khổ tự hủy mạng. Nguyễn Huệ cho lấy lễ bậc vương tống táng Trịnh Khải. Ngày vào thành, Nguyễn Huệ trước hết sai người thông báo cho vua Lê và xin tiến yết vào hôm sau. Hôm sau Nguyễn Huệ đến điện Vạn Xuân yết kiến vua Lê. Vua Lê sai người đỡ Nguyễn Huệ lên và cho ngồi trên một cái sạp riêng, rồi ôn tồn ủy lão. Nguyễn Huệ tâu, hạ thần quật khởi ở Tây Sơn, từ lâu ngưỡng mộ tránh đức. Nhân vì họ trịnh lăng bức cho nên trời mượn tay hạ thần đánh một trận mà giết mất. Đó là uy đức của bệ hạ đã khiến thế. Vua Lê khiêm nhường đều cho đó là công của Nguyễn Huệ, trí của thần ở việc tôn phù, dám kể công kể lợi sao việc hôm nay hoàn toàn là ý trời, tức như quân sĩ thuyền tàu, thần có thể xui khiến đi đến. Còn như việc nước lụt hạ thấp, gió nam thổi mạnh thì há là sức của thần làm nổi hay sao? Trời khiến bệ hạ nhất thống hoàn vũ, từ nay bệ hạ lập kỳ cương, cho yên ở trong, lặng ở ngoài, thần cũng nhận được phần ân đức ban bố vậy. Nhân đó Nguyễn Huệ chỉ Nguyễn Hiếu Trình và Tâu, đây là kẻ bề tôi của bệ hạ. Thần được đến đây là nhờ sức của ông ta, vua Lê bảo. Trình được đến đây cũng là do lịnh công làm nên cho vậy. Trình cúi đầu vái tạ, vua Lê thung dung ban trà rồi lui. Từ đó nhân tình được yên, triều thần lần lần tụ tập. Trình nói với Nguyễn Huệ, tướng quân đến đây lấy việc tôn phủ làm danh nghĩa thì phải thực hành. Việc tứ yết vua Lê hôm qua chưa tỏ rõ với thiên hạ. Tướng quân nên lựa ngày triều kiến khiến cả nước đều biết mới là cử chỉ chính đáng. Nguyễn Huệ nghe theo, ngày mùng 7 tháng 7 mùa thu. Nguyễn Huệ xin vua Lê Thiết Đại Triều ở Điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ dẫn tương sĩ từ cửa đoan môn vào làm lễ năm vái ba khấu đầu, trần bày ý nghĩa diệt họ trịnh cũng đem sổ bộ tịch quân dân trình lên và nghe theo lời phán xử. Vua Lê nhận lấy ban chiếu thư nhất thống ở ngoài cửa Đại Hưng. Ngày hôm sau, vua Lê Phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên suý dực chính phủ vận uy quốc công. Nguyễn Huệ vái nhận xong, liền nói riêng với trình, ta cầm mấy vạn binh đánh một trận định được Bắc Hà, một thước đất một tất dân chẳng là không phải của ta hay sao? Nếu ta xưng đế xưng vương có chi là không được, sở dĩ ta nhường mà không làm thế, đó là ta hậu đãi nhà lê. Nguyên suý quốc công đối với ta có thêm gì cho ta đâu? Chớ lấy cái hư danh mà long lạc ta nhé. Chỉnh biết ý Nguyễn Huệ bất mãn, bèn tâu vua lê đem công chúa Ngọc Hân gả cho Nguyễn Huệ. Lúc ấy vua lê đã thấy trong mình bất thường không yên vui. Nguyễn Huệ ép vua lê thiết triều nhận lễ chúc mừng ngày hôm sau bệnh tình của vua lê quá nặng ngọc hân công chúa mời nguyễn huệ vào viếng thăm nguyễn huệ bảo ta từ xa đến người trong nước chưa tin nếu vào hầu vạn nhất xa giá chậm ra thì chẳng là để lại cho ta một mối nghi ngờ không biện bạch được hay sao thế rồi vua lê băng ngọc hân công chúa vốn không ưa tự tôn cháu nội của vua được lên ngôi thầm đem một vài việc xấu của tự tôn duy kỳ nói với nguyễn huệ nguyễn huệ nghi ngờ muốn hoãn việc hành lễ lên ngôi cả triều đình e ngại kinh hãi. Các vị trong tông thất nhà Lê đều đổ tội cho công chúa Ngọc Hân đã làm lỡ việc lớn. Công chúa sợ, về xin Nguyễn Huệ cho lập hoàng tôn Lê Duy Kỳ lên ngôi. Nguyễn Huệ bằng lòng, do đó Lê Duy Kỳ được lên ngôi, đấy là vua Lê Chiêu Thống. Ngày lễ thành phục Nguyễn Huệ mặc đồ tang đứng bên trái trên điện. Có một người chấp sự cười lén, Nguyễn Huệ nhận thấy ra lệnh bắt đem chém. Lúc xe tang đưa linh cứu đi, Nguyễn Huệ đích thân đưa đến bến sông mới trở về. Nguyễn Nhạc được tin Nguyễn Huệ ra đánh Bắc Hà thì không vui, sai người ra ngăn thì binh thuyền của Nguyễn Huệ đã vượt biển đi rồi. Đến khi nghe Nguyễn Huệ lấy được thành Thăng Long, Nguyễn Nhạc cả kinh, cho rằng Nguyễn Huệ cầm binh ở ngoài thì một mảnh giấy không thể gọi về được, bèn dẫn thân binh 500 người, 500, ra gấp Phú Xuân lấy thêm binh tình Nguyễn đi gấp ra Bắc Hà. Lúc ấy vua Lê Hiển Tông đã băng, Thái Tôn, cháu nội của vua, Lê Di Kỳ tức Lê Chiêu Thống nối ngôi, nghe Nguyễn Nhạc đến liền dẫn bá quan ra ngoài xa nghinh tiếp. Nguyễn Nhạc xua binh đi gấp, sai người thưa lại ngày khác sẽ gặp nhau. Hôm sau vua Chiêu Thống đến chỗ Nguyễn Nhạc ngủ, Nguyễn Nhạc đứng chấp tay trên bực cấp, sai Nguyễn Huệ xuống bực cấp đón vua Chiêu Thống. Nguyễn Nhạc ngồi giữa, vua Chiêu Thống ngồi phía đông, Nguyễn Huệ ngồi phía tây. Vua Chiêu Thống thung dung an ủi tạ ơn, xin cắt đất mấy quận ấp khao thưởng tướng sĩ. Nguyễn Nhạc đáp, vốn vì họ trịnh chuyên quyền cho nên mới làm cử chỉ tôn phù này. Nếu là đất của họ trịnh thì một tấc đất cũng không để lại. Còn như đất của nhà Lê thì một tấc đất cũng không dám lấy. Chỉ mong Hoàng thượng nối ngôi, phấn phát kỷ cương giữ yên thiên hạ, tình lân giao giữa hai nước được đời đời. Đó là cái phúc của hai nước vậy. Khi Nguyễn Nhạc mới đến Thăng Long, trong và ngoài đều nghi ngờ e sợ, hoặc có kẻ khuyên vua chiêu thống dâng biểu xin hàng. Đến lúc ấy nhân tình mới yên. Ở lại 10 ngày, Nguyễn Nhạc kéo Nguyễn Huệ và tướng sĩ trở về Nam, lấy Hải Vân trở ra ngoài cho thuộc Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương. Gia Định thuộc Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, Nguyễn Nhạc tự xưng Trung Ương Hoàng đế, Nguyễn Huệ theo Nguyễn Nhạc về Nam, đến Nghệ An Mưu Tính chiếm cứ đất ấy, nghe La Sơn Sử Sĩ Nguyễn Tiếp, Huệ đem thơ và lễ vật đến mời. Nguyễn Tiếp đến, được Nguyễn Huệ trao cho chức dùng chính thư viện viện trưởng. Lúc trước khi Mưu Tính về Nam, Nguyễn Huệ không cho Nguyễn Hữu Chỉnh biết, đến khi về đến Nghệ An, thì được Hữu Chỉnh chạy theo, xin tháp tùng. Nguyễn Huệ bảo, nay tướng trịnh là Hoàng Phùng Cơ và Đinh Tích Nhưỡng chưa trừ được. Bắc Hà nếu chẳng phải ông ở lại thì không xong, rồi Nguyễn Huệ cho Trình 20 lượng vàng, 200 lượng bạc, khiến cùng với Nguyễn Văn Vệ giữ Nghệ An, đô đốc Vũ Chiêu Viễn đóng đồn ở Hà Trung, Vũ Văn Nhậm đóng đồn ở Động Hải làm thế nương tựa nhau. Nguyễn Huệ dặn riêng bọn Duệ, Trình vốn là đứa vong mệnh, đến đầu theo ta hắn phản phúc không thể tin được ta lúc đầu muốn mượn tay người bắc hà giết hắn chẳng ngờ hắn chạy thoát theo đây theo nghĩa ta cũng không nhẫn bỏ rơi hắn nghệ an là quê quán của nhà hắn ngươi phải xem xét tinh tế động tịnh của hắn mà phòng bị nếu có biến thì đưa thơ cấp báo huệ bèn dẫn binh về nam trình ở nghệ an tụ tập những binh hương dũng âm thầm có trí giành lấy đất nghệ an lúc ấy các bè tôi nhà lê lại lập trịnh bồng làm an đô vương vua chiêu thống bị cô lập, liền vời Nguyễn Hữu chỉnh ra để tự vệ. Chỉnh ra đến nơi thì trịnh bồng chảy. vì công ấy, vua chiêu thống trao cho chỉnh chức bình chương quân quốc trọng sự đại tư đồ, tước bằng trung công. Chỉnh sáng lập vũ thành quân doanh, khi Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc hiềm khích nhau, dạy là tướng cũ của Nhạc muốn phản Nguyễn Huệ. Chỉnh lấy vàng ngọc của cải kết giao trọng hậu với Duệ, toàn tính trừ vũ chiêu viễn mà chiếm lấy Nghệ An sửa lại lũy hoành sơn rồi hoạch định lấy sông danh làm danh giới như xưa. Duệ cũng có viết thơ đáp ứng với trình, cơ sự hơi bại lộ, Vũ Văn nhậm biết được vội cấp báo cho Nguyễn Huệ việc biến ấy. Lúc ấy Nguyễn Huệ vừa đưa binh giữ nhau với Nguyễn Nhạc, không đi được. Nguyễn Huệ mới sai Vũ Văn Nhậm mau ra Nghệ An bắt rể và xem xét tình ý của Trình thế nào. Nhậm được lệnh đi gấp đường ra Hà Trung, thì rể đã theo thượng đạo về Quy Nhơn rồi. Nhậm kiểm điểm binh mã, trưng lương thực và phân đồn đóng các nơi hiểm yếu rồi gửi thơ hỏi trình việc giao thiệp với duệ. Trình đáp thơ biện hộ rõ ràng cho mình, nhậm lấy lời nói khéo an ủi cho trình yên lòng. Năm Đinh Mùi, 1787, vua chiêu thống sai lê duy yêu, bình trương sự trần công sáng, tiến sĩ làng yên vì ở Đông An. Cấp sự Trung Ngô Nho, tiến sĩ làng chi chỉ ở Phú Xuyên, đem thơ vào Nguyễn Huệ xin đất Nghệ An. Nguyễn Huệ giận sai giam sán vào ngục. Ngô Văn Sở xin giết sáng. Lúc ấy Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc vừa đánh nhau. Nguyễn Huệ mới nói với Trần Văn Kỳ, việc biến ở tiêu tường không thể để cho người ngoài nghe biết được. Nay Sứ Bắc Hà có mặt ở đây, nếu mình cho họ về thì lậu tình thế trong nước, còn giết họ thì mang tiếng không phải. Nguyễn Huệ bèn khiến Sứ Giả Bắc Hà trở về, rồi sai Đô Đốc Vũ Văn Nguyệt đem chiến thuyền đưa Sứ Bộ đến phía ngoài biển Đan Nhai, đục thuyền cho chìm. Bọn sán đều chết rồi Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc giảng hòa. Nguyễn Huệ trở về nói với thuộc hạ, Nguyễn Hiếu Trình là đứa lạc phách cùng đinh, ta vẽ mày vẽ mặt cho hắn. Nay hắn bay liệng ở Bắc Hà, sai khiến cả một nước, ngang nhiên ở vào địa vị của chú Trịnh, lại muốn tranh đoạt đất nghệ an đương đầu với ta. Thằng đó mà không giết thì làm sao sai khiến tướng sĩ được. Nguyễn Huệ liền sai ngô văn sở. Phan Văn Lân lãnh quân ra Nghệ An theo nhậm lo việc bắc phạt. Binh mã Tây Sơn đi đến Thanh Hóa tướng trấn thủ lê duật của trình thoái lui đóng đồn ở phía bắc sông trịnh giang ngô văn sở đưa quân đi ven theo núi rồi lén qua sông tất mã đánh bọc hầu quân của lê duật vỡ tan lê duật bị ngô văn sở giết chết nguyễn hữu trình cho thuộc tướng nguyễn như thái làm thống lĩnh ninh tốn làm tham tán quân vụ thái đến chu cầu nghe duật đã chết muốn dựa vào núi tam điệp làm thế vững chắc thái đến sông giản thủy thì quân của vũ văn nhậm đã qua núi tam điệp rồi Thái Ninh chiến nhưng không chống nổi, bị giết giữa trận. Ninh Tốn chạy trốn trong nhà dân chúng mà khỏi chết. Chỉ nghe cấp báo, sai con Nguyễn Hữu Du lãnh ngũ súng cơ binh đi trước đến sông Thanh, quyết đắp lũy cố thủ. Lúc đó trời lạnh, quân sĩ đều đốt củi mà hơ. Vũ Văn nhậm sai quân khoét lũy đưa súng nhắm chỗ đốt lửa mà bắn, không phát nào trật. Binh của Hữu Du kinh hải rối loạn bỏ chạy. Trình ở bình vọng nghe báo, đêm hôm dẫn binh về thành, trước hết dẫn vợ con chạy lên kinh bắc. Vua chiêu thống hoảng hốt không biết làm thế nào cũng dẫn cung quyến chạy qua sông. Chiều tối nhậm vào thành, xua quân cướp phá, sai bộ tướng Nguyễn Văn Hòa đuổi kịp chỉnh và giao chiến ở núi Tam Tằng. Hiếu Du ra sức chiến đấu chết trong trận, ngựa chỉnh vấp ngã, chỉnh bị bắt đưa về Thăng Long, nhầm kẻ tội rồi phân thây chỉnh. Vua chiêu thống trốn tránh ở núi Bảo Lộc, nhầm đưa sùng nhượng công Lê Duy Cận làm giám quốc. Thấy thế, Ngô Văn Sở không vui lòng, bèn vu cáo nhậm phản, khiến Nguyễn Huệ giết nhậm. Vũ Văn Nhậm là rẻ của Nguyễn Nhạc. Lúc đầu Nguyễn Huệ sai nhậm, nhưng lòng hơi nghi, bèn nói kín với Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, nhậm trong chuyến đi này cầm trọng binh, chuyên việc nước lớn lao thì cái biến không thể nào liệu trước được. Điều ta lo không ở Bắc Hà mà chỉ ở nhậm thôi. Bọn ngươi phải xem xét hắn, tỉ như lửa vậy, dập lúc lửa mới nhen nhúm thì sức rất dễ khi Vũ Văn Nhậm thừa thắng đuổi thẳng ra xa như vào chỗ không người, Nguyễn Hữu Trình đã bị bắt, vua Chiêu Thống đã chạy ra ngoài, Kinh Bắc thì có Trần Quang Châu, Hoàng Xuân Tú, Sơn Nam thì có bọn Nguyễn Viết Khang chiếm đất chống giữ. Thân thuộc của nhà Lê như Duy Trọng, Duy Lám thì nổi lên ở Thanh Hóa, Duy Chi thì nổi lên ở Định Châu làm thanh ứng lẫn nhau. Có Trần Đình Khôi, người ở cơ xá thuộc Gia Lâm tự xưng là quan thiêm sự nhà Lê nói với nhậm rằng, Bắc Hà oán chỉnh tuy sâu xa, nhưng lòng nhớ nhà Lê chưa dứt. Tự quân, vua nối ngôi, một khi ra đi chưa biết lúc nào về. Nay có sùng nhượng công Lê Duy Cận, lúc tiên đế còn sống đã được lập làm Đông Cung, trong biến loạn năm nhăm dần, 1782, đã bị kiêu binh phế xuống. Ông nên phục chức cho Lê Duy Cận, treo một tờ giấy ở cửa Đại Hưng, thì nội ngày văn võ bá quan sẽ tề tập đầy đủ. Việc nước mình vận chuyển như chờ bàn tay, nhậm nghe theo, sai người rước Lê Duy Cận làm giám quốc, cho chú ở bên tả điện cần chính, rồi tìm lại khắp nơi các bề tôi của nhà Lê cũng không có một người. Người trong kinh đô gọi Lê Duy Cận là giám quốc lại mục, trước lại coi giữ nước. Ngô Văn Sở nói với nhậm, tôi xem mặt mũi sùng nhượng công như thế thì sai bảo được ai. Từ xưa, cả thiên hạ cũng chẳng phải của riêng ai, nếu mình lấy được thì cứ lấy. Việc gì lại nhờ một thằng khờ giám quốc là một ông chủ bù nhìn, mình cứ đóng binh mãi trong thành, mà trái lại vì hắn mình làm khách binh ở trò vậy nhậm đáp lòng người bắc hà còn tưởng nhớ nhà lê cho nên mình không thể không theo ý dân các ông chỉ biết chiến đấu cho khỏe mà thôi việc này đã có tôi chủ trương rồi ngô văn sở làm thinh lui ra nói với phan văn lân ông tiết chế nhậm khinh người quá lắm xem lão có tài đức chi mà dám đối đãi ta như một tên lính sở bèn thầm trích hành động không hợp pháp của nhậm thành tội trạng làm phản lại dùng phan văn lân làm chứng việc đó rồi mật sai người báo cáo cho nguyễn huệ nguyễn huệ bảo chết, Vũ Văn Nhậm, ta vốn biết hắn ắt làm phản, thì quả nhiên. Nguyễn Huệ bèn hạ lệnh xuất quân ngày đêm đi gấp hơn 10 ngày đã đến Thăng Long. Vừa đúng lúc chống canh tư, Nhậm còn ngủ say không hay biết, Nguyễn Huệ tiến thẳng vào phòng ngủ, sai vũ sĩ Hoàng Văn Lợi đâm chết Nhậm rồi khiêng tử thi ra phía sau phủ đường. Hừng sáng Nguyễn Huệ cho Ngô Văn Sở thay Nhậm quản lãnh quân đội, nhưng vẫn dùng sùng nhượng công Lê Duy Cận làm giám quốc chủ việc thờ cúng tông miều nhà Lê xong xuôi Nguyễn Huệ vời các bề tôi của nhà Lê ra trao cho quan chức. Có quan thị lang ngô nhậm, người làng tả Thanh Oai thuộc huyện Thanh Oai là tiến sĩ nhà Lê bị mắc tội phải trốn tránh, đến lúc ấy mới bắt đầu ra xin với Trần Văn Kỳ ý kiến Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ vốn nghe tài năng của ngô nhậm, nên trọng đãi nhậm cho làm thị trung trực học sĩ. Nguyễn Huệ nói với Kỳ, ông ta là người mà ta tái tạo cho. Ngô thì nhậm dập đầu bái tạ. Ngô thì nhậm nhân đó dẫn các thân bằng là Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Nha, Nguyễn Bá Lan, Nguyễn Du, Trần Bá Lãm, Vũ Huy Tấn, đoàn Nguyễn Tuấn lục tục đến bái yết Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ trao cho Phan Huy Ích chức thị trung ngự sử, cho Nguyễn Thế Lịch chức hiệp biện đại học sĩ. Các vị khác đều được Nguyễn Huệ trao cho chức quan cả. Trịnh Quốc Sư Nguyễn Hốn, Bình Trương Sử Phan Lê Phiền đều lấy tuổi già xin hưu trí. Hành tham tụng bùi bích thác bệnh không chịu ra, thiêm đô ngự sử Nguyễn Huy Trạc uống thuốc độc tự tử. Các bề tôi của nhà Lê có kẻ trốn tránh ở núi đầm, có người ẩn tích ở nhà dân. Ngô thì nhậm khuyên Nguyễn Huệ nên bức ép họ ra hợp tác. Ninh Tốn lúc đầu ẩn trốn không chịu ra. Nguyễn Huệ cho bắt em của Tốn Đỗ Hương cống ra chém để Tốn sợ. Tốn sau mới chịu ra hợp tác, được Nguyễn Huệ trao cho chức quan. Chẳng bao lâu Tốn bị bệnh trở về. Nguyễn Huệ bèn lưu nội hầu Phan Văn Lân, trưởng phủ Nguyễn Văn Dụng, đô đốc Nguyễn Văn Tuyết, hộ bộ Trần Thuận Ngôn, học sĩ Ngô Nhậm cùng với Ngô Văn Sở giữ Thăng Long. Nguyễn Huệ bày yến tiệc đại hội, và bảo, Sở và Lân là nanh vuốt của ta, Dụng và Ngôn là lòng bụng của ta. Nhậm là bề tôi mới của ta, nay ta lấy các việc quân dân của toàn hạt 11 chấn ủy thác cho mà hành sự theo tiện nghi, phải hội đồng thương nghị với nhau, chớ vì mới cũ mà xa cách nhau, ấy là điều mong ước của ta. Lê Chiêu Thống do ta lập lên làm vua là người tối tăm yếu đuối tự chuốc lấy bại vong nay ta cho sùng nhượng công làm giám quốc e về sau vua chiêu thống trở về cùng sùng nhượng công tranh giành nhan ấy là do ta gây thành lần lần mối loạn cho nên chẳng thể không để tư má sở phụ tá ông ta đợi khi bốn cõi khá yên ta liền phải triệu về ta thật không lấy bắc hà làm lợi vì thế nguyễn huệ lại dẫn binh về phú xuân trước kia khi thăng long thất thủ vua chiêu thống sai quan hầu cận Lê Quýnh cùng 10 người trong tông thất nhà Lê đi theo hầu hạ quốc mẫu họ Nguyễn và cung quyến đến cao bằng để dựa vào quan đốc trấn Nguyễn Công Túc. Vua chiêu thống đưa thơ đến danh long bằng cầu xin tôn sĩ nghị. Tổng đốc lưỡng quảng cầm binh sang cứu. Tuần phủ tôn Vĩnh Thanh nói, gây đại sự ở biên cương, lợi hại không phải nhỏ. Xin ngài chủ liệu cho chín chắn. Tôn sĩ nghị nói, cái nạn của bề tôi dâng cống chẳng thể nào không cứu nếu cho vùng bỉ lậu hoang viễn mà không cứu thì bè tôi trong cửu di bát man đá tôn thờ Trung Quốc sẽ nhờ tựa vào đâu? Tôn sĩ nghị bèn gọi bọn Lê Quýnh, hỏi rõ tình trạng. Bọn Lê Quýnh thưa, họ Lê được nước đã hơn 300 năm, lấy ân huệ kết chặt lòng dân, lấy lễ nghĩa vun bồi sĩ khí. Cho nên quân phản nghịch tiếm đoạt mà lòng người thờ vua cũ vẫn không quên. Chỉ vì họ trịnh hiếp chế vua Lê mà nhân tình phẫn uất. Tây Sơn thừa thế lấy danh nghĩa phù lê diệt trịnh mà người trong nước không chống cự. Chẳng ngờ Tây Sơn đã đắc chí càng thêm hung hăng, lén chiếm thành trì khiến cho tự quân, vua nối ngôi, phải chạy ra ngoài. Do đó cầy quốc trở thành khí giới, khắp nơi nhân dân nổi lên ủng hộ họ lê. Họ không chung mưu mà cùng đồng một lời. Nếu được Thượng Quốc dù lòng nhân thương nước nhỏ, đem quân áp cảnh làm thanh viện, thì người trong nước nghe được ai lại không hưng khởi quyết chí phục thù tưởng cũng không đến nỗi quá phí binh lực của thiên triều tôn sĩ nghị liền phái tả giang binh bị đạo thang hùng nghiệp đưa lê quốc mẫu và cung quyến đến thành nam ninh an trí tôn sĩ nghị dâng biểu đại lược nói bề tôi dâng cống họ lê đó là tự tôn cháu nội của vua được lên ngôi theo lệ phải được kế vị chẳng may nước bị phá tan mẹ và vợ phải kêu cửa quan tò bày thảm thiết tình thật đáng thương vua cao tông nhà thanh xem tấu nói với quan nội các đại học sĩ hòa thân Lê Duy Kỳ của nước An Nam tuy chưa thụ phong, nhưng đó là người được kế vị, nay hãy còn ở trong nước tự lo hưng phục. Người trong nước còn nhớ chiều xưa, cũng có cái lẽ xong việc được. Nguyễn Huệ ỉ mạnh đoạt nước, phép không thể dung tha. Chấm đã phái binh Quảng Tây sẵn sàng điều khiển. Nếu Nguyễn Huệ còn hung hăng như trước, chấm liền đưa đại binh bốn mặt hợp công tiếu trừ để làm rõ cái tội của hắn. Chấm truyền dụ chỉ cho sĩ nghị trước phải làm tờ hịch đưa sang An Nam khiến tất cả đều biết tôn sĩ nghị lại tâu thêm an nam là đất cũ của trung quốc nếu sau khi khôi phục cho nhà lê rồi ta nhân đó cho binh đồn thú đất an nam luôn đó là giúp họ lê và được luôn an nam thật là lưỡng đắc phủ thần tôn vĩnh thanh dâng sớ chống lại nay họ lê họ nguyễn tranh nhau họ lê át bị họ nguyễn thôn tính chẳng gì bằng ta cứ án binh bất động rồi sau thừa họ nguy hại kiệt quệ mà đánh lấy thì cũng chưa muộn vua nhà thanh cuối cùng nghe theo lời của tôn sĩ nghị Tôn Vĩnh Thanh không hạp với Tôn Sĩ Nghị bèn lấy cớ bệnh mà không đi. Tôn Sĩ Nghị một mình vâng chiếu chỉ đem quân Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, 20 vạn binh chia làm hai đường, một. Đường thứ nhất ngả Lạng Sơn do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu. Hai, đường thứ nhì ngả Tuyên Quang do Tổng binh Quý Châu cầm đầu. Hai đạo đều do Tôn Sĩ Nghị tiết chế. Đầu tiên Sĩ Nghị sai Nguyễn Huy Túc trở về tìm chỗ ở của vua Chiêu Thống trước kia vua chiêu thống ở trong núi bảo lộc vất vả nơi khe động rồi âm thầm đến hải dương sơn nam gom nhóm nghĩa quân thì bị ngô văn sở phá ở ngô đồng vua chiêu thống lại vượt biển vào thanh hóa rồi giả dạng dân thường trở về phượng nhớn ở kinh bắc và bí mật sai bề tôi thân tín trần danh án lê duy đản đi đường tắt sang nhà thanh cầu viện hai vị này đến thái bình thì nghe nhà thanh đã ra quân bèn trở về sĩ nghị đến quan ải đưa thơ hiểu dụ ai bắt sống được nhạc và huệ mà đem giải nạp thì được đầu công. Tướng Tây Sơn Nguyễn Văn Diễm, Phan Khải Đức giữ Lạng Sơn thấy bài hịch thì kinh hoàng. Trong một ngày lính người bản thổ đã trốn hết quá nửa. Phan Khải Đức trước hết đến quan ải đầu hàng, Văn Diễm tự liệu quân côi không chống nổi bèn gom quân, thừa đêm hôm chạy trốn. Khi vua chiêu thống xin viện binh, tuần sĩ nghị đem quân đến biên cảnh, Ngô Văn Sở vừa nghe báo cáo, liền sai văn quan bọn Nguyễn Nha đem tờ bẩm của sùng nhượng công và nhân dân đến quân danh của sĩ nghị xin hoãn binh. Sĩ nghị không nhận, Ngô Văn Sở bèn hội đồng các tướng thương nghị đánh hay giữ. Ngô thì nhậm đề nghị lui quân đóng giữ núi Tam Điệp, cho thủy quân và lục quân thông nhau, chiếm giữ chỗ hiểm yếu rồi sai người gấp đem thơ cáo cấp cho Nguyễn Huệ. Ngô Văn Sở lại bí mật truyền lệnh cho các chấn ở Kinh Bắc, Thái Nguyên bắn tiếng hội quân xây lý đất ở sông Nguyệt Đức, rồi lén thu quân mà lui về. Ngô Văn Sở ra lệnh cho các chấn thủ Hải Dương, Sơn Tây nội ngày phải hội quân ở Bắc Thành, cho chấn Sơn Nam chỉnh bị thuyền tàu đợi thủy quân đến thì tiến phát. Lúc ấy quân phái mọi việc đều xong, Ngô Văn Sở hay tin quân thanh đá vào quan ải. Sở tính nuôi quân thì Phan Văn Lân nói, binh không cần đông, nước không cần lớn, nay lại cầm binh ở ngoài, giặc đến mà mình không đánh, lại nghe đồn đãi mà lui về thì làm tướng ra thế nào. Lân bèn đưa quân sang sông lên Bắc, Ban đêm đến bờ phía nam sông Nguyệt Đức thì nghe quân Thanh đóng ở núi Tam Tầng. Lân thúc dục tướng sĩ mạo hiểm giá rét lội qua sông, phần lớn bị chết chìm, quân nào qua đến bờ thì bị quân Thanh đi tuần bắt giết. Lân vội lui quân một người một ngựa chạy về, Ngô Văn Sở hay tin cả kinh, giấu việc bại binh ấy, ra lệnh cho các đạo quân chỉnh tề đội ngũ mà đi đến núi Tam Tầng, chia đồn cố thủ, gấp sai Nguyễn Văn Tuyết hay Đinh Công Tuyết chạy về cáo cấp cho Nguyễn Huệ hay Tôn Sĩ Nghị đã đến Kinh Bắc, vua Chiêu Thống ra đón quân Thanh rồi cùng một đường thẳng đến bến sông Nghĩ Hà. Quân của Sĩ Nghị ở bờ phía Nam trong những bãi cát lập cầu nổi để tiện việc qua lại. Ngày hôm sau, Sĩ Nghị tuyên phong vua Chiêu Thống làm An Nam Quốc Vương. Hôm ấy là ngày 21 tháng 2 năm Mậu Thân, 1788. Ngô Văn Sở bỏ các trấn ở Bắc Thành, vua Chiêu Thống sai quan đến nhậm chức ở các nơi. Các quan văn võ lục tục kéo đến đô thành Thăng Long bái yết họ đều xin sĩ nghị ra quân. Sĩ nghị bảo, năm sắp hết, việc gì mà vội. Không cần đánh gấp, quân giặc ốm, chúng ta chính đang nuôi cho chúng mập béo để chúng tự đến nạp thịt vậy. Sĩ nghị truyền lệnh cho các đội quân hạ trại nghỉ ngơi, hẹn ra xuân mùng 6 tháng riêng ra quân. Nguyễn Huệ được cáo cấp, mắng to, chó ngô là quân gì mà dám tung hoành. Nguyễn Huệ liền hạ lệnh cất quân, các tướng đều khuyên, trước tiên nên chính ngôi vị để kết chặt lòng người. Nguyễn Huệ bèn cho đắp đàn ở phía nam núi Ngự Bình, lấy ngày 25 tháng 2 năm Mậu Thân, 1788, tự lập làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Quang Trung. Liền ngày ấy vua Quang Trung đem các tướng sĩ thủy bộ cùng tiến ra Bắc. Ngày 29 tháng 2 đến Nghệ An, vua Quang Trung cho dừng lại hơn 10 ngày để tăng quân số. Dân Nghệ An thì cứ ba đinh tráng thì lấy một, tân binh thuận quảng được chia làm bốn doanh, tiền, hậu, tả, hữu tân binh Nghệ An làm trung quân, binh đắc thắng được hơn 10 vạn, voi trận mấy trăm thớt. Vua Quang Trung duyệt binh sĩ ở Trấn Doanh, thân cưỡi voi ra doanh trại ủy lão quân sĩ rồi hạ lệnh tiến phát. Ngày 20 tháng chạp, vua Quang Trung đến núi Tam Điệp. Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân phủ phục ở bên đường xin tội. Vua Quang Trung nói, tội của bọn ngươi đáng muôn thác. Nhưng ta nhớ lại Bắc Hà mới dẹp yên, lòng người chưa phụ vào bọn ngươi bảo toàn được quân đội để tránh mũi rùi nhọn của giặc, trong thì kích thích trí của quân sĩ, ngoài thì làm kiêu căng lòng giặc. Đó cũng là cái kế dụ địch, ta cho bọn ngươi đái tội lập công để ta xem chiến tích của bọn ngươi sau này. Vua Quang Trung đái quân sĩ ăn uống no say rồi nói với toàn quân, nay chúng ta hãy ăn Tết trước, đợi sang xuân mùng 7 vào thành Thăng Long rồi ta sẽ mở yến tiệc một lần nữa. Bọn ngươi nhớ xem ta có nói ngoa hay không? Vua Quang Trung truyền lệnh cho ba quân nghe sai phái, đại tư má sở nội hầu lân đem tiền quân làm tiên phong. Hô hồ, hồ hầu đem hậu quân, đô đốc lộc, đô đốc tuyết đem tả quân và thủy quân vượt biển vào sông lục đầu. Tuyết kinh lược ở Hải Dương và tiếp ứng đạo quân phía đông. Lộc lấy đường đi gấp đến những địa phương làng giang, phượng nhỡn, an thế để chặn đường rút lui của quân thanh. Đại đô đốc bảo, đô đốc mưu đem hữu quân và voi ngựa thuộc vào. Mưu xuyên ra huyện Trương Đức lấy đường đi thẳng đến nhân mục huyện Thanh Trì để đánh tạt ngang đồn quân Điền Châu bảo chuyên thống xuất voi trận từ Sơn Minh ra Đại Áng huyện Thanh Trì để tiếp ứng cánh hữu. Năm quân đều lãnh quân lịnh, đến ngày trừ tịch, cuối năm, quân Nam qua sông Giản Thủy. Quân của Hoàng Phùng Nghĩa, tướng nhà Lê Trấn Thủ Sơn Nam đầu tiên bị tan vỡ. Quân tình báo của Giặc Thanh đều bị giết sạch để dứt tuyệt tin tức. Từ Ô Môn thuộc Thăng Long đến Hà Hồi thuộc Thượng Phúc, Giặc Thanh dựng đồn liền nhau, các đại bác, ngoài đồn thì chôn địa lôi, phòng bị rất kiên cố nửa đêm mùng 3 tháng riêng xuân Kỷ dậu, 1789, quân Nam đã đến Hà Hồi bí mật vây kín lấy đồn, dùng ống loa truyền lệnh, quân sĩ giả dân nghe như gần mấy muôn binh. Quân giặc trong đồn run sợ, không đánh mà tự vỡ tan. Quân Nam đoạt hết quân tư khí giới. Hừng sáng ngày mùng 5 quân Nam tiến lũy ngọc hồi, trên lũy đạn bắn xuống như mưa. Vua Quang Trung ra lệnh cho quân sĩ lấy ván gỗ núp mà sung vào trận. Vua Quang Trung tự đánh voi đốc quân ở phía sau quân nam đã phá được cửa lũy liền bỏ ván gỗ xuống đất dùng đoàn đao đánh giết quân giặc thanh trống không nổi tan giá bỏ chạy tứ phía mắc vào bầy ngầm địa lôi phát nổ tử thương rất nhiều vua quang trung dục chống thúc quân đuổi nà phá luôn mấy đồn văn điển an quyết để đốc hứa thế hanh tổng binh trương triều long thương duy thăng chi phủ điền châu sầm nghi luyện đều tử trận tôn sĩ nghị ở Sa châu nghe báo một người một ngựa chạy về hướng bắc tướng sĩ tranh nhau qua cầu khiến cầu phải gãy mà rơi xuống nước chết đuối gần muôn người nước sông nhĩ hà không chảy được vì thây quân giặc thanh trận lấp ngày ấy vua quang trung xua quân vào thành chiến bào của vua biến thành màu đen sạm vì thuốc súng vua chiêu thống vội vã qua sông theo tôn sĩ nghị về bắc nhà lê mất quang trung lấy trọn đất an nam sĩ nghị đã thua quang trung cho quân đuổi theo đến cửa ải lạng sơn và lên tiếng sẽ vượt ải đuổi theo giết sạch không sót mạng nào và để tìm tung tích vua chiêu thống người tàu nhà thanh kinh khủng từ cửa ải trở về bắc già trẻ dìu nhau trốn chạy hằng mấy trăm dặm tuyệt nhiên người và khói bếp lạnh tanh đạo quân vân nam và quý châu vừa kéo xuống sơn tây nghe tin tôn sĩ nghị đại bại cũng tìm đường trở về vua nhà thanh liền xuống chỉ cho quan nội các phúc khang an thay tôn sĩ nghị làm tổng đốc lưỡng quảng để đốc binh mã chín tỉnh, điều binh 50 vạn nội ngày ấy đến Nam Quan Kinh Lý việc An Nam. Trước kia vua Thanh Sai tôn sĩ nghị ra quân, rồi lại có mật dụ bảo hoãn lại chớ gấp thi hành, trước hết phải truyền hịch lên tiếng trước, thả bầy tôi của nhà Lê về tìm Lê Chiêu Thống cho lộ diện đối địch với Nguyễn Huệ. Nếu Nguyễn Huệ lui tránh, thì ta nhân đó sai Lê Chiêu Thống đuổi theo, và cho đại binh tràn sang nối theo thì ta sẽ không khó nhọc mà được thành công. Đó là cái cao kiến của kế sách này nếu người trong nước an nam đều phân nửa binh lê chiêu thống phân nửa binh nguyễn huệ nguyễn huệ không lui quân thì ta chờ thủy quân mân quảng vượt biển đánh vào vùng thuận quảng rồi cho bộ binh tiến sang lưng và bụng đều thụ địch nguyễn huệ vì tình thế phải quy hàng ta nhân đó giữ cả hai chiêu thống và nguyễn huệ từ thuận quảng về nam ta cắt cho nguyễn huệ ở từ hoan ái về bắc ta lấy phong cho chiêu thống rồi ta đem đại binh trấn đóng nước an nam để kiểm chế chờ về sau sẽ có cách xử trí khi tuân sĩ nghị diều dắt nhau chạy về Bắc, các sắc thư của hắn mang theo đều rơi rớt dọc đường. Vua Quang Trung thu được, nói với Ngô thì nhậm, ta xem sắc thư của vua Thanh chẳng qua là họ xem thế mạnh yếu mà giúp vậy thôi. Việc giúp nhà Lê không phải ở bản tâm chân thật, mà chỉ mượn đó làm danh nghĩa để mưu lợi. Nay sau khi thua trận, họ tất cho là nhục, hẳn là không chịu rứt can qua. Nhưng hai nước giao binh cũng không phải là cái phúc cho nhân dân nay chỉ khéo ở lời thù tiếp ngoại giao mới có thể rứt được đao binh. Việc này phải do Khanh chủ trương. Vua Quang Trung bèn ra lệnh cho các người tàu bị bắt làm tù binh đều được cấp lương phản và được chọn nơi cho tạm trú. Vừa lúc ấy quan tả Giang Binh bị đạo thang hùng nghiệp đưa thơ sang, đại lược nói, Lê Duy Kỳ bỏ nước mà trốn, thiên triều hẳn nhiên không đem nước An Nam cho y nữa. Vậy thừa lúc trước khi chưa có dụ chỉ của thanh đế, ông nên sai người đến gõ cửa ải kêu cầu, ngõ hầu có thể ngưỡng mông ân huệ. Vua Quang Trung được thơ, biết người nhà Thanh muốn giảng hòa, thì trong lòng đã khinh khi họ, bèn sai tướng hô hổ hầu dâng biểu xin cho làm an nam quốc vương. Tờ biểu viết, thần là kẻ áo vải ở Tây Sơn thừa thời cử sự, năm Bính Ngọ, 1786, đem quân diệt họ trịnh trả nước lại cho họ Lê. Vua Lê tạ thế, thần lại tôn lập cháu nội vua Lê là Lê Duy Kỳ nối ngôi. Duy Kỳ là người dâm loạn hung bạo kẻ bề tôi và nhân dân trong nước chạy đến tố cáo với thần và xin thần ra binh trừ loạn. Năm Đinh Mùi, 1787, thần sai một viên tiểu tướng đem binh hỏi tội kẻ tả hữu đã giúp bạo quân làm sằng, thì Duy Kỳ từ xa ngóng thấy đã sợ hãi chạy trốn đang đêm, tự chuốc lấy cái lo. Năm Mậu Thân, 1788, thần tiến binh ra đến Đô Thành Thăng Long, lại ủy thác cho con của vua Lê là Duy Cận làm giám quốc, thần đã sai sứ giả gõ cửa quan đem tình hình trong nước tô bày. Nhưng mẹ của Duy Kỳ đã sang trước cửa ải đầu ảo gửi thân cầu xin cứu viện. Tôn sĩ Nghị là bực đại thần ở biên cương lại vì tiền của và nữ sắc đem tờ biểu của thần xé nát ném xuống đất, làm nhục sứ giả của thần, ý muốn động binh gây chiến. Thần không biết việc đó có quả là do sự sai khiến của đại hoàng đế hay là do tôn sĩ nghị vì bị một người đàn bà sai khiến, mong lập công ở biên cương mà cầu lợi lớn chăng. Ôi! nhân sĩ giáp binh của một dãy bờ biển này không đáng một phần muôn của triều đình Trung Quốc. Nhưng vì khe sâu ở trước, cọp giữ ở sau, lòng dân chúng sợ chết đều lo phấn đấu. Thần không tránh cái tiếng ném chuột vỡ đồ, bèn đem đinh tráng năm ba ấp đi theo. Ngày mùng 5 tháng riêng năm nay, kỳ dậu 1789, tiến gia đô thành thăng long mong được một lần ý kiến tôn sĩ nghị, hay được đem ngọc và lụa thay cho thuẫn giáo, chuyển binh xa làm hội áo quần nào ngờ binh của tôn sĩ nghị tiến ra đón đánh trước. Vừa mới giao phong, binh của tôn sĩ nghị đã tan rã chạy tứ tán. Binh sĩ chạy trốn ra thôn trang ngoài thành lại bị dân chúng chung quanh giết chết hầu hết. Ngày vào thành, thần lập tức ngăn cấm dân chúng không được giết càng. Tất cả binh sĩ trốn tránh đưa đến đô thành được hơn 800 người, 800, thần đã cấp cho họ lương thực. Trộm nhớ nước thần từ Đinh Lê Lý Trần trở lại đây đời đời thay đổi mãi không phải vẫn một họ làm vua hễ ai có thể làm rào cột ở phương nam thì người ương chồng phải vun bồi bảo bọc cho chỉ có cái lẽ trí công trí nhân ấy mà thôi cúi nghĩ đại hoàng đế đặt mình vào địa vị trời mà thi hành giáo hóa thuận theo lẽ tự nhiên tha thứ cho hạ thần cái tội đón đánh tôn sĩ nghị và lượng xét cho thần lòng thành đã gõ cửa quan ải trình tờ tấu mà cho thần làm an nam quốc vương để có người cai quản thần kính cần sai sứ đến cửa khuyết vâng mệnh làm phiên thần nộp cống và đem những tù binh hiện còn sống sang nộp để bày tỏ lòng trí thành Ôi, đường đường là triều đình thiên tử lại đi so hơn thua với nước bé thì ắt là muốn chinh chiến mãi không thôi để cùng khốn binh sĩ, làm dụng vũ lực hầu sướng khoái cái lòng tham lam tàn bạo thì thật lòng đại hoàng đế không nhẫn. Vạn nhất can qua mãi không dứt, tình thế đến nỗi nào thật không phải do thần muốn và cũng không dám biết đến. Thang Hùng Nghiệp tiếp được tờ biểu cả kinh, nói với sứ giả hô hổ hầu, nay không phải lúc hai nước đang đánh nhau, sao lại viết toàn giọng giận dữ viết như thế là muốn cầu phong tước chăng hay muốn khởi hấn chiến tranh chăng thang hùng nghiệp giao trả tờ biểu không chịu để đạt lên vua thanh vua quang trung bèn để ngô văn sở giữ bắc thành và bảo phàm việc ngoại giao với nhà thanh thì giao cho ngô thì nhậm và phan huy ích việc qua lại giữa hai nước ta cho được tiện nghi xử trí việc không quan hệ khẩn cấp không cần phải bẩm báo với ta vua quang trung bèn dẫn quân về nam thế rồi phúc khang an đến việt tây tỉnh quảng đông chuyển ý giảng hòa đưa thơ đem việc lợi hại làm tỷ dụ cho biết vua quang trung lấy vàng lụa tặng cho rất hậu để cầu cho thành việc rồi tự đổi tên là quang bình sai cháu nguyễn quang hiển cùng bồi thần vũ huy tấn đem làm lễ cống gó cửa ải thành khẩn xin vào chiêm cận vua thanh vui mừng chuẩn y lời tâu và dạy cho năm sau quốc vương an nam phải đích thân chiêm cận ở cửa khuyết bài biểu văn đại lượng như sau thần khởi lên ở tây sơn đầu tiên có đất quảng nam vốn không có phân biệt cao thấp với nhà Lê. Năm trước thần đã từng sai người gõ cửa ải Trần Bày Duyên cớ gây hấn với nhà Lê, bị quan chấn thủ biên cương Bắc Thơ không chịu để đạt lên. Đến khi quan binh, quân thanh, tiến ra quan ải đi chinh phạt, thần trong tháng riêng năm nay tiến đến đô thành nhà Lê để hỏi Duyên cớ tại sao lại kêu rước quân Thiên Triều. Chẳng ngờ, vừa thấy quan binh Thiên Triều liền phấn khởi hăng hái tàn sát bọn thủ hạ của thần. Cho nên binh của thần khó mà bó tay chịu trói cầu trên sông nhĩ lại gãy, quan binh phải tổn thương mà kinh hoàng không xiết. thần đã lắm lần sai người gõ cửa ải xin tội, cùng đưa về những quan binh chưa chạy khỏi, những người đã tàn hại quan đề chấn thì đã bị xử theo pháp luật. vốn phải đích thân đến cửa khuyết của triều đình để tỏ tình xin tội, nhưng vì trong nước vừa bị chiến tranh, lòng người chưa yên, thần kính cần sai đứa cháu ruột là nguyễn quang hiển theo tờ biểu vào chiêm cận. bài biểu văn đều do phúc khang an dẫn ý vua thanh xem biểu vui mừng chuẩn cho nguyễn quang hiền lên kinh đô và dạy vua quang trung rằng ngươi tuy tự biết sợ sệt nhưng cái tội chống cự quan binh và giết quan đề chấn xét ra khó mà khỏi được nếu ngươi không đến cửa khuyết xin tội và gấp cầu phong tước hiệu thì thiên triều không có việc châm chế ấy được ngươi đã chưa được liệt vào hàng chư hầu rào rậu cho nên các lễ vật dân cống chưa tiện thu nhận như muốn thật lòng nộp cống thì sang năm nhằm lễ vạn thỏ bắt tuần của chấm hãy đến kinh đô kêu xin bọn đề chấn trận vong phải được lập đền thờ theo địa phương bên An Nam. Như thế thì chấm ắt đặc biệt ra ân cho, hoặc phong liền cho bằng vương tước, đời đời con cháu có thể giữ mãi nước An Nam. Còn như Lê Duy Kỳ nhu nhược không tài năng, lại bỏ ấn chạy trốn thì chấm không nhẫn lại giết luôn hắn, cho nên chỉ cho hắn ở tỉnh thành Quế Lâm, quyết không có cái lẽ thừa lúc ngươi vào chiêm cẩn chấm lại đưa hắn về An Nam để cho hắn làm chủ nữa. Ngươi khá chớ nghi ngờ lo sợ nay đặc biệt ban cho ngươi một sâu chuỗi chân châu đeo tay. Ngươi phải cung kính vâng theo ân mệnh để được lòng quyến ái nồng hậu của chấm. Cố gắng lên, vua Quang Trung lại dâng biểu tạ ơn, xin sang năm vào chiêm cận. Vua Thanh tin thật, liền sách phong vua Quang Trung làm an Nam Quốc Vương, sai Thanh Lâm, quan hậu bổ Quảng Tây sang. Thanh Lâm đến quan ải, vua Quang Trung nguyện cớ thành Thăng Long đã tiêu tán hết khí hưng vượng xin đến Phú Xuân thành lâm cho là trái lệ thường không chịu đến phú xuân vua quang trung lại mượn cớ bình hoạn dần già qua ngày rồi cho cháu phạm công trị giả mạo nhận lễ thụ phong vua quang trung sai người đem sản vật địa phương tạ ơn trong bài biểu tạ ơn vua quang trung nói nhà có mẹ già xin nhân sâm làm phương trường thọ vua thanh liền phát một cân sâm ở quan đông của ngự dụng sai dịch chạm chạy đem sang ban cho vua quang trung dâng biểu có câu Thần hữu mẫu hữu thân, báo đáp ngưỡng bằng ư đại tạo. Quân vi sư vi phụ, sanh thành thâm ký ư long chiêm. Dịch nghĩa: Thần có mẹ có cha, báo đáp ngẩng nhờ nơi cổng lớn. Vua là thầy là cha, sanh thành mong mỏi ở ơn nhuần, vua Thanh phê, lời này đáng khen, chấm bất nhẫn không xem ngươi như con. Mùa xuân năm canh tuất, 1790. Phúc Khang An Dục vua Quang Trung sửa soạn sang trầu vua Quang Trung lại mượn cớ có tang mẹ xin cho con là Quang Thùy thay mình vào chiêm cận. Phúc Khang An không chịu, bí mật sai người đến cửa quan đem nỗi niềm ẩn khuất bày vẽ nếu bất đắc dĩ không đi được thì nên tìm người giống mình mà thay thế. Vua Quang Trung bèn cho Phạm Công Trị giả mạo lấy tên mình và sai bề tôi là Ngô Văn Sở, Đặng Văn Trân, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Vũ Danh Tiêu, Nguyễn Tiến Lộc, Đỗ Văn Công với ngoại lệ hai thớt voi đực để làm khổ bọn quan tàu dọc đường dịch trạm lưỡng quảng tổng đốc phúc khang an và quảng tây tuần phủ tôn vĩnh thanh đưa phái đoàn đến kinh đô vua thanh ban thưởng rất trọng hậu để biểu thị ý đặc biệt đến hành cung ở nhiệt hà giả vương vào chiêm cận vua thanh và làm lễ báo tất vua thanh đích thân viết bốn chữ to cũng cực quy thành tinh tú vây trầu sao bắc cực mà quy hướng và tin thành vào ngụ ý chư hầu đến chầu thiên tử mà quy hướng và tin thành vào người và một câu đối chúc giả hiệu tôn thân vĩnh thị đan thầm chi phất thế cận quan ưng sủng tích, tái kê thanh sử vị tiền văn. Nghĩa là, sang chúc phước như con cái tôn thờ cha mẹ, thể mãi với lòng thành son sắt, thì biết rằng không phế bỏ, việc trung thành. Đến chầu thiên tử mà được vinh quang phải được thương yêu ban thưởng, hãy xét lại sự sanh thì từ trước chưa từng nghe, việc yêu đãi đặc biệt như vậy. Cùng một bài thơ, danh phiên nhập trúc trị thần tuần, sơ kiến hồn như cứu thức thân. Y cổ vị văn lai tượng quốc, thắng chiều vãng sự bỉ kim nhân cửu kinh nhu viễn chi trọng dịch, gia hội ư kim miễn thể nhân, vũ hiển văn tu thuận thiên đạo, đại thanh tộ vĩnh vạn thiên xuân. Dịch nghĩa, một, vua nước phiên hải ngoại vào chúc thọ gặp lúc thiên tử đi tuần thú, hai, mới gặp nhau lần đầu mà hoàn toàn như đã biết và thân nhau đã lâu. Ba, từ xưa chưa nghe nói vua nước phương Nam đến chầu, bốn, việc cũ của triều đã bại mất, nhà Minh, thì đáng khinh bỉ vụ đòi cống người bằng vàng. 5 phép làm yên lòng người ở xa trong chín đạo thường là kính trọng việc chạm dịch qua lại giao hảo với nhau. 6. Trong hội tốt lành hôm nay cố gắng việc thân thiện nhân đức. 7. Dứt việc vũ, trao việc văn để thuận đạo trời. 8. Thì phúc của nhà đại thanh được lâu dài muôn ngàn năm. Vua thanh thưởng cho giả vương y phục chén bát cũng đồng như bực thân vương. Vua thanh lại thưởng thêm bạc vạn lượng. Khi giả vương đến cáo từ để trở về nước, vua thanh cho giả vương đến bên sạp ngữ và vỗ vai giả vương an ủi dậy bảo ôn tồn rồi sai họa công vẽ chân dung mà ban thưởng nay còn bức ảnh truyền lại khi giả vương đã trở về rồi vua thanh sai đưa sang ban cho chữ phúc và đổ chân ngoạn của ngự dụng sứ giả qua lại không ngớt thuở trước khi vua chiêu thống sang tàu em là lê duy chi chiếm cứ tuyên quang cao bằng dựa vào những viên thổ tù nùng phúc tấn hoàng văn đồng và liên kết với các dợ vạn tượng trấn ninh trịnh cao quy hợp đánh phá thành Nghệ An. Vua Quang Trung sai quan đốc Trấn Nguyễn Quang Huy làm đại tổng quản, đô đốc Nguyễn Văn Nguyễn đem 5.000 tinh binh theo thượng lộ ở Nghệ An đánh dẹp. Tháng 6, quân Tây Sơn khắc phục Trấn Ninh, bắt được người cầm đầu chiêu kiểu chiêu nan, tháng 8 diệt được trịnh cao quy hợp, tháng 10 quốc trưởng vạn tượng phải bỏ thành chạy. Quân Tây Sơn bắt được voi ngựa chiêng trống và đuổi ra xa đến biên giới Xiêm La, chém được viên suý tả Phan Dung và Hiếu Phan Siêu rồi đem quân về Bảo Lạc. Lê Duy Chi và Phúc Tấn Văn Đồng Thế không địch nổi đều bị giết. Vua Quang Trung sai Vũ Vĩnh Thành, Trần Ngọc Thị sang triều nhà Thanh dâng tin chiến thắng, tiếng là cung thuận nhưng thật là khoa trương vũ công. Ở Bình Thủy Quan thuộc Cao Bằng, Du Thôn Ải thuộc Lạng Sơn, Vua Quang Trung lại xin mở chợ thông thương miễn thuế và xin lập trung tâm xuất nhập cảng ở Nam Ninh, đều được Vua Thanh ưng thuận. Thỏa trước Sáu Châu ở Hưng Hóa và Ba Động ở Tuyên Quang vào cuối thời Lê đều bị các thổ ti nhà Thanh xâm chiếm đã được nhiều lần bày giải mà vẫn không được thu hồi. Vua Quang Trung gửi thơ cho Tổng đốc Lưỡng Quảng xin phân gió biên giới cũ. Tổng đốc Lưỡng Quảng cho rằng biên giới đã định xong mà trả thơ lại. Do đó vua Quang Trung hơi có ý bất bình, khuyến khích quân sĩ làm thuyền tàu, âm thầm nuôi trí dò ngó đất Quảng Đông, Quảng Tây. Vua Quang Trung thường nói với các tướng, được thêm vài năm bồi dưỡng uy lực nhuệ khí ta nào sợ chúng. Vua Quang Trung đã đắc chí hiển nhiên sống theo hoàng đế. Lập Ngọc Hân họ Lê làm Bắc Cung Hoàng Hậu, con đích là Quang Toản làm Thái Tử. Vì Nghệ An là vùng chính giữa quốc gia, cũng là quê quán xưa của Tổ tiên, vua Quang Trung Bèn cho xây bức thành đất, dựng lâu điện ở dưới núi Kỳ Lân, gọi đó là Trung Đô, đổi thành Thăng Long làm Bắc Thành, chia đất Sơn Nam làm hai chấn, Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ. Chị sở của Sơn Nam Thượng là Vị Hoàng, của Sơn Nam Hạ là Chu Cầu. Ở chấn thì đặt chức chấn thủ và hiệp chấn, ở huyện thì đặt văn phân chi, vũ phân xuất. Vua Quang Trung định lại tên các chức quan, xét theo đời Tây Sơn, quan chế không thể khảo, được thấy giải rác ở những giá sử và tạp ký, có tam công, tam thiếu, đại mông tẻ, đại tư đồ, đại tư khấu, đại tư mã, đại tư không, đại tư hội, đại tư lệ, thái úy, ngự úy, đại tổng quản, đại đồng lý, đại đô hộ, đại đô đốc, đô đốc, nội hầu, hộ giá, điểm kiểm, chỉ huy sứ, đô ti, đô úy, trung úy, vệ úy, quán quân, tham đốc, tham lãnh, trung thư tỉnh, trung thư lịnh, phụng chính, thị trung, đại học sĩ, hiệp biện đại học sĩ, thị trung ngự sử, lục bộ thượng thư, tả hiếu đồng nghị, tả hiếu phụng nghị, thị lang tư vụ, hàn lâm, còn những tên quan chức khác rất nhiều không kể xiết. Quân hiệu thì có trung, tiền, tả, hiếu, hậu là ngũ quân cùng tả bật, hiếu bật và ngũ chế. Lại có những quân hiệu, càn thanh, thiên cán, Thiên Trường, Thiên Sách, Hổ Bôn, Hổ Hầu, Thị Lân, Thị Loan. Vua Quang Trung Sai lập bộ Đinh Bộ Điền. Đinh phân ra 3 hạng, 9 đến 17 tuổi, hạng vị cấp cách. 18 đến 55 tuổi, hạng tráng. 56 đến 60 tuổi, hạng lão. 6 y trở lên, hạng lão nhiêu. Công Điền hạng nhất, mỗi mẫu lệ thu 150 bát thóc. Công Điền hạng nhì, mỗi mẫu lệ thu 80 bát thóc. Công Điền hạng ba, mỗi mẫu lệ thu 50 bát thóc tiền thuế thập vận mỗi mẫu một mạch, tiền khoán khố mỗi mẫu thu 50 văn, ruộng tư điền hạng nhất, mỗi mẫu lệ thu 40 bát thóc. Ruộng tư điền hạng nhì, mỗi mẫu lệ thu 30 bát thóc. Ruộng tư điền hạng ba, mỗi mẫu lệ thu 20 bát thóc. Tiền thuế thập vận đồng như của công điền, tiền thuế khoán khố là 30 văn, lại từ sông danh về bắc dân số phần nhiều ở ẩn lậu không đem sự thật khai lập sổ. Vì thế mỗi người dân được cấp một thẻ bài gọi là tín bài, ghi họ tên quê quán có ấn dấu ngón tay, ở trong có in bốn chữ to thiên hạ đại tín. Ai không có thẻ tín bài là dân lậu phải bị sung vào phòng dịch, biên phòng, mà lý trường phải tội lây. Các loại dịch nhân đó làm việc gian ác, ra khắp nơi tìm bắt dân, đến nỗi có kẻ phải đào hầm mà trốn, nỗi khổ không xiết. Lúc ấy giặc biển tàu ô ở lưỡng Quảng bị nhà Thanh đánh đuổi, thế bước phải đầu triều đình Việt Nam. Vua Quang Trung thu dụng tên đầu đảng, ban cho hắn chức tổng binh vua Quang Trung lại thâu nạp đảng cướp thiên địa hội, cho thừa thế ẩn hiện cướp phá Trung Quốc. Đường biển vì thế mà không thông, nhưng quan nhà thanh sợ vua Quang Trung hùng cường mà không hỏi đến. Năm nhâm tý 1792, vua Quang Trung sai làm tờ biểu cầu hôn, công chúa nhà thanh, để thăm dò ý vua thanh và cũng để mượn cớ gây hấn. Nhưng vua Quang Trung lại bị bệnh mà việc ấy phải thôi. Nguyễn Huệ tàn ngược vô đạo, lúc đô thành Phú Xuân bị chiếm, các tôn lăng của chúa Nguyễn đều bị xâm phạm. Một buổi chiều, vua Quang Trung đang ngồi bỗng xây sẩm tối tăm, thấy một ông già đầu bạc từ không trung hạ xuống, mặc áo trắng, cầm cây thiết bảng mắng rằng, tổ phụ ngươi sống trên đất của chúa, đời đời làm dân của chúa. Ngươi sao dám phạm đến lăng tẩm của chúa? Nói xong, lão lấy thiết bảng đập vào chán vua Quang Trung. Vua Quang Trung mê man ngã xuống, hồi lâu mới tỉnh và kể lại với quan trung thư Trần Văn Kỳ từ đó bệnh của vua Quang Trung chuyển nặng, vua gọi quan chấn thủ Nghệ An Nguyễn Quang Diệu về thượng nghị rời đô về Nghệ An. Thượng nghị chưa xong thì thế tổ cao Hoàng Nguyễn Ánh đã khắc phục được gia định và lấy Bình Thuận, Bình Khang, Diên Khánh với thanh thế chấn động. Vua Quang Trung nghe được buồn lo mà bệnh ngày càng tăng, liền gọi bọn Quang Diệu vào dặn rằng, ta mở rộng bờ cõi chiếm cả vùng Nam Phục này, nay vì bệnh tật mà ắt không dậy được. Thái tử tư chất khá cao nhưng tuổi còn bé, ngoài thì có mối thù với nước gia định, Vua Thái Đức, Nguyễn Nhạc, thì tuổi già ham giật lạc không lo hậu hoạn. Khi ta thác rồi, việc chôn cất phải sơ sài trong một tháng cho xong mà thôi, bọn ngươi phải phò thái tử sớm rời về Vĩnh Đô để khống chế thiên hạ. Nếu không, như thế thì binh gia định đến bọn ngươi không có chỗ chôn. Bọn Diệu cùng khóc mà nhận lệnh, rồi giết ngựa bạch mà thề. Ngày 29 tháng 9 năm Nhâm Tý, 1792, vua Quang Trung băng, ở ngôi được 5 năm, thọ được 40 tuổi.